kiểu là nó bẩn lắm, rác bẩn tẩy các thứ ấy. Ô, có bạn đốt được không? Đốt kìa. Này. Này. Mày đốt cái gì ấy? Mày đốt cái gì ấy? Mà anh cứ này nha. Để chung nhà tao, tao không thích nhưng tao đốt rồi. Mày hóa ra là nó vứt đấy. Mày vứt à? Hóa ra mày vứt đúng không? Chứ mày vứt à? Đây không phải là anh chị mày không mà mày vứt như này. Chuyện của mày à? Vừa cái biết. Tao bây giờ anh chị gì cả. Còn tao thích thì tao đốt rồi. Mày náo vừa thôi nhá. Qua cô lại vừa. Cái chỗ ảnh đấy. Cái chỗ ảnh đấy là để của ảnh vợ chồng tao. Ảnh nó bây giờ nó không đi qua thì nhà tao thì tao để nó cho nó. Dù gì đâu đây cũng là anh chị của mày. Chắc anh chị tất cả mang về cho nó treo về nhà thằng kia đấy. Chẳng có nhưng thì thua. Một ngày là anh em, muốn đời sau vẫn vậy. Không bận tâm đến những lời xanh, chỉ cần biết sống chết vì nhau. Mặc cho bao gian lao hiểm nguy, anh em có nhau ngày gì dám có. Bây giờ gọi anh Kiên đi. Chú Thái đâu đâu anh Kiên? Cứ đi đi trong kia gọi Kiên Thư ra đây xem nào. Gọi anh Kiên luôn đi. Đi con. Gọi đi. Đi sao anh? Hãy gọi Kiên này đâu á. Hãy có khi vọng nó vứt đấy. Khác luôn ạ. Alo. Anh Kiên à? Anh Kiên này em thấy không biết ai vứt ảnh cưới của anh ra chỗ bãi rác. Ở nhà anh Dũng ấy. Vâng. Vâng, anh ra luôn đi nhá. Em thấy ở đấy kiểu là nó bẩn lắm, rác bẩn tẩy các thứ ấy. Ô, có bạn đốt được không? Mày đốt kìa. Khốn nạn. Này. Mày đốt cái gì ấy? Mày đốt cái gì ấy? Mà anh cứ này nha. Để trong nhà tao, tao không thích nhưng tao đốt rồi. Mày hóa ra là nó vứt đấy. Mày vứt à? Hóa ra mày vứt đúng không? Chứ mày vứt à? Mày khốn nạn với tôi. Để trong nhà tao trượt nhà là cái nhất, cái thứ hai nhìn ngứa mắt thì chẳng vẫn đi. Anh cưới của anh kia nhau, cho mày vứt à? Hả? Mang ra đấy, cho nó treo vào đấy. Kể cả anh cưới nó nhưng mà tao không thích. Để nhà tao, tao đều vứt, tao làm gì thì làm. Mày vì mày không hoài. Bây giờ tôi chả liên quan gì đến nhà tao, cũng không hoàng, không biết gì cả. Để vứt đi kia. Đây không phải là anh chị mày không mà mày vứt như này. Chuyện của mày à? Vừa cái biết. Tao bây giờ anh chị gì cả. Còn tao thích thì tao đốt rồi. Mày náo vừa thôi nhá. Qua cô lại vừa. Cái chỗ ảnh đấy. Cái chỗ ảnh đấy là để của ảnh vợ chồng tao. Ảnh nó bây giờ nó không liên quan gì nhà tao thì tao để làm cho dù gì đâu đây cũng là anh chị của mày. Chắc anh chị tất cả mang về cho nó treo về nhà thằng kia đấy. Mày đừng quá đáng nhá. Nếu mày bỏ cái này đi. Mày vứt cái này đi. Ai làm? Nó đang tính đốt thì sao ấy? Nó đang tính đốt đây này. Hả? Để gì? Khốn nạn nó vừa đấy chứ. Bây giờ dù gì mày náo vừa thôi. Dù gì là chị gái ruột của mày, mày lại đối xử với chị thế. Ở với nhau bao nhiêu năm mới có cái ảnh cưới như này, mày nghĩ con ảnh cưới là dễ lắm á? Thế sao không bảo nó ra đấy về đi, cứ để phải bỏ tao nhắc nhiều bỏ tao phải mang đi vứt. Về nhìn ngứa hết cái mắt mỗi ngày đi qua thấy ảnh cưới này. Chả liên quan gì về ảnh cưới nhà người ta. Đúng rồi. Đi điều đi tất cả. Mày em thư đây mà nó còn dám vứt cái ảnh cưới như này luôn. Giờ anh đúng cái gì đó. Sao đấy đi. Tao nói lần thứ nhất mấy lần thì bố có. Cái này phải phang vỡ bồ nó một trận chứ để cái này không được. Đâu phải những người đâu. Nếu mà mày ấy thì mày bảo anh chị sang đấy. Mày tao sang nói nhiều sang. Đó, bảo bao nhiêu. Mày điếc à? Mày mang sang nhà anh chị bảo. Đó là cái mà sang tận hồ tận mồm ấy. Mẹ bố vứt đi thôi, còn mang sang tận mồm hầu. Nếu ai hầu từ đâu vứt thế là đúng rồi. Con bảo đó nhá. Quần áo đồ đạc mỹ phẩm trong kia. Trong phòng chiếu này tao lấy bố mà đốt hết. Cái gì á? Nói chung là cái đồ của nó có cái gì tao đốt hết. Tao trước thế. Nhà tao tao thích để cái đồ của ai để. Nhà mày à? Ừ. Thế nhà mày à? Ừ, sao lại nhận được cái tao? Nhà mày có nhận được cái tao không? Thôi đừng động tay động chân nó. Nó nói là đánh động nó. Mày đừng có trách. Bây giờ nhà tao sẽ gọi cho anh Kiên chị Du sang lấy ảnh cưới về mà mày cũng không xong anh Kiên đâu. Mày gọi chắc tao sợ nó phải bố mẹ tao tao phải sợ. Một loại sống thất đức. Nói là tao phải dọa tao tao sợ. Cái loại vô ơn như mày thì thà nhá. Thằng Dung anh để ra cái quả trứng ăn còn hơn. Mẹ ảnh cưới của người ta như này người ta vẫn còn ảnh cưới đang hạnh phúc này mới đi vứt đi. Mẹ.
tao thấy mày làm thế không tội, mày làm thế tội lên kia thì thôi. Nhưng mà mày hiểu rằng đây phải đầu tiên tao nói nhiều lần bảo San lấy ảnh cưới tao về. San chỉ có vứt đi thôi, nghe chưa? Còn ảnh cưới này nếu mà thích em mang về đi, đừng để đây nữa. Tôi cho xách cái đi, xách cái đi. Để mà tao thấy bít mày cứ về xong vừa thôi nhá, mày cưới về xong mày vào quần đồ có thứ mang về nhá. Về đi. Này mày đừng có đuổi ai ấy. Đây không phải nhà mày đâu, mày to hồn. Này sổ đỏ cho tao gì? Mày lừa đảo bác thôi, bác cũng đưa cho mày sổ đỏ thôi. Có loại chuyên đi lừa đảo người khác á, hại người khác. Anh cảnh ôm mà về mấy mà không ra kịp nó đốt luôn đấy. Mà không ra kịp luôn ta mùi xăng rồi. Hồi ấy đi không bảo em xuất hành như vậy. Cái này nó vứt đống rác này, nó định đốt này, mày mình đi qua ấy đấy, ngăn lại đấy. Công nhận bọn này náo thật đấy. Đồ gì đấy nữa, đây cũng là anh Kiên, anh rể của nó, mà với cả chị Thư là chị ruột của nó mà nó vẫn làm như vậy. Thích đấy. Như nào thì ít nhất thì nó cũng không thể vứt ảnh này đi được. Vứt ảnh cưới đi rất là kinh kỵ đúng không? Với là đốt đi nữa. Nó kiêng chứ vợ chồng đang sống hạnh phúc với nhau, tự nhiên lại đi đốt này đi. Mất dạy thật. Anh Kiên chị Thư ở với nhau này. Cái chữ ở với nhau bao nhiêu năm ấy, có lần ảnh cưới như này. Mày mới ra đây nói chuyện với tao. Đi về. Đi về. Nó làm gì, bộ sở hơi. Thôi đi về, nói chuyện với Kiên. Tao không ngờ cửa như thế. Đi về mình còn đấy. Chống lại. Em cùng với chị Thư đấy. Nó đối xử với chị Thư như thế đấy. Thôi đây đi đi. Mang về đi. Cưới nó mang vứt đi như thế. Anh cưới người ta. Mày láo tao đi. Quá láo luôn. Ở với nhau bao lâu mình được có cái cưới như này mà tự nhiên nó mang đi vứt đi. À, em là người em cũng có tình người luôn rồi. Đó không phải không người. Thế anh em mình ngồi đứng đây đợi đã, đợi Kiên Thư ra đã. Chứ bây giờ mình mang về làm gì, đợi ra vàng sáng xử lý nó đã. Xuống về đợi xử lý. Anh Kiên rồi, anh Kiên cũng bỏ, anh Kiên đang sang rồi. Không sao lắm. Nặng. Con đây này. Đấy rồi, bẩn hết rồi. Nó làm sức cái rồi này. Nó vứt ra bãi rác thì chả thế. Mày khốn nạn thật. Đợi lần này kia sáng á, vứt như này á, kiểu gì. Xuống hết rồi này. Phang nó một trận này. Khốn nặng thật. Còn mùi xăng bây giờ làm nào, tôi hết mùi xăng tí nói hết ảnh ra. Bây giờ thôi. Bây giờ cái này phải lâu thôi chứ rửa sao được. Lâu sợ không hết rồi. Sửa chữa hỏng không? Hỏng ấy. Bây giờ rửa nó bung hết ra ấy, anh bây giờ chỉ có lau thôi, lau nào cho nó lau bằng nước ấy cho nó hết mùi xăng, không là nó kiểu là mấy cái ảnh này nó bung hết ra ấy. Sao bọn đấy khốn nạn thế nhỉ? Dù gì cũng là anh chị sao, để đấy thì có sao đâu, ảnh hưởng như nó đâu. Tự rửa chúng mang đi vứt đi đốt đi. Đúng rồi. Bây giờ chị Thư lấy kia rồi thì ảnh vẫn phải để nhà mất thắng chứ, để có cái kỷ niệm chứ anh em. Bây giờ nó lại làm như thế kiểu không quá kiểu quá đáng lắm. Đáng mà bác Thắng hôm nay không ở nhà chứ. Nó ném nó bể rồi. Vỡ đây này. Vỡ hết rồi. Xuống hết ảnh rồi. Mà bác Thắng hôm nay không ở nhà chứ. Bác Thắng ở nhà mình vào nói cho bác một trận. Bên trong này hỏng hết rồi này. Bung hết ra rồi. Lúc đó treo nữa là con chán rồi. Nó dở ra chắc là nó dở ra luôn. Bung hết luôn. Bọn này nó quá đáng thật đấy. Tí nó sang nó đấm vào mặt nó. Tí nó đợi Kiên Thư Giang, bởi vì mình cũng chỉ là ấy thôi mà, hiểu không? Mình không thể nào mà động chạm nó được. Bây giờ Thư là chị của nó, hiểu không? Sang Thư có thể chửi nó, đánh nó được. Mình chỉ là người ngoài thôi, làm sao mình dám ấy được. Bây giờ chị... đợi anh kia với chị Thư Giang. Mai nãy mình đi qua gặp đấy, không thôi nốt ảnh cưới rồi, mất ảnh cưới luôn. Mẹ nó có bảo quần áo ít của Thư gì, nó bảo mang sang mà lấy các kiểu có đâu. Cẩn thận nó lại vứt hết luôn đi, đốt đi. Nó mà đốt được ảnh này chắc anh Thư Kiên cái chuyện buồn lắm ấy. Thế quá buồn luôn. Thế đốt thì kiêng lắm. Cái ảnh này ảnh cưới của người ta. Một đám cưới mới có một cái ảnh này. Nó đòi đi đốt đi. Nó không biết suy nghĩ, bọn này không biết suy nghĩ đâu. Anh cũng từng người. Bao nhiêu tiền bỏ ra ảnh cưới này, bao tiền đấy. Xong là còn ảnh cưới, xong là còn kỷ niệm với nhau cái thứ chứ không phải không đâu. Đấy, mang đi vứt này. Bọn nó có tình người đâu. Nó vứt ảnh cưới chán thật. Không ngờ đâu là em chỉ nghĩ con nhỏ nó xui dục tôi chứ thằng Dũng ngu đần đi để cho nhỏ cũng sai khiến. Thì bây anh Dũng nghe lời Ngọc. Trước giờ tần nghe lời Ngọc mà tần nghe lời siêu khuyến của nó. Thì bây giờ yêu nó rồi, lấy nó về rồi thì con đấy nói gì nó chẳng nghe. Nó bây giờ nó có nghe anh em mình đâu. Chị Thư
cứ nói đâu chả nghe cho anh em mình nói là gì mình... Bây giờ chị đột nó nói nó có nghe đâu. Bây giờ nó còn nghe một lời vừa nói thôi. Chị đột nó coi là gì đâu. Chán thật. Bây giờ nó khốn nạn rồi thằng Dũng ấy. Nhưng mà đợi thư kia lâu thế thôi hay thì mình mang về đi. Mang về đi. Đợi lâu lắm. Mang về đi, đợi lâu ấy. Mang về đi. Đợi đi.